Công an Hà Nội mật phục xử phạt nhiều thanh niên lạng lách trong đêm trung thu. 21 tháng 9 là ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách, lại rơi đúng ngày Tết Trung Thu nên các ngả đường tiến về phố cổ và trung tâm thủ đô tràn ngập người và xe. Việc giữ khoảng cách và hầu hết các yếu tố về phòng dịch bị phá vỡ, hầu hết mọi người đều chủ quan lơ là. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tuyến Hàng Lược, Hàng Cân, Hàng Đường, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo hay quanh Hồ Hoàn Kiếm đều xảy ra tình trạng ùn ứ. Trong đó, nhiều thanh niên, thiếu niên vi phạm luật an toàn giao thông. Điển hình là việc chở 3-4 người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Các nhóm thanh thiếu niên thường đi thành đoàn 20-30 người, khi thấy lực lượng chức năng thì phóng nhanh, chống đối gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài lực lượng công an mặc sắc phục, quận Hoàn Kiếm còn cử lực lượng cảnh sát hình sự mặc thường phục đi tuần tra kiểm soát các tuyến đường và mật phục xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm quy định phòng chống dịch và không tuân thủ luật lệ giao thông. Nhiều nhóm thanh thiếu niên không tuân thủ quy định phòng chống dịch, không đội mũ khi tham gia giao thông đã được đưa về cơ quan chức năng để xử lý.